Được rồi các bạn, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục tham gia một cuộc hành trình mới. Thì chi tiết như thế nào thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nha. Bánh lá dừa, ăn cái giường cái chiều ăn nữa. Các bạn xa xa đằng kia thì con phà nó đang chở khách qua sông đó. Thì mình cứ tưởng đâu là phà nó không hoạt động nữa, tại vì ở đằng kia thì đã có cầu Cần Thơ rồi, nhưng mà ở đây thì còn rất là đông khách luôn, nhúc hết trơn luôn. Các bạn thấy nó đầy phà trên kìa. Để lát nữa thì anh em tụi mình cùng xuống đó và khám phá trải nghiệm để xem có gì đặc sắc và thú vị ở giữa sông hay không. Ủa vậy là cô không phải là bán là định cư ở đây hả? Không, gì một hồi gì đi phà. À. Vì như gì tới đây gì nghỉ mệt gì mua nước gì uống. Dạ. Rồi một hồi gì mới qua xong. Dạ. Bữa nào cũng vậy chứ. Dạ. Cô cho con một chai nước suối. Dạ. Dạ. Cái gì đâu có ngồi đây gì bán được. Dạ. Vì đi dạo bán cho nó lẹ. Ừ. Đây cái bánh lá dừa của mình rồi các bạn. Vậy bán bánh này được bao lâu rồi? Ba mấy năm rồi. Ba mấy năm luôn rồi. Con ở đâu? Con Bình Thơ hả? Không, con lúc bên chỗ ông lận. Chạy lại đây là bữa nay chủ nhật đi vòng vòng chơi. Qua bên chợ ông, con qua chợ ở bên chợ hay bên kia? Con xuống dưới nữa. Ừ. Dạ. Vĩnh Sơn nghe. Dạ. Trời mới cười dễ thương cho. Cười dễ thương. Dạ chứ có gì lắm á. Có cháu nội ngoại chứ có gì á. Ở đây con phà nó xuống người ta đi rất là đông luôn các bạn. Đông lắm ở đây. Đó, không? Tại đi nhóm bây giờ luôn. Vui không? Nó bảo là có Cần Thơ là không đi nữa đâu. Người ta vẫn đi các bạn. Đi ào ào luôn. Đúng không? Ngon quá. Ngon, ngon lắm cô. Tự làm cho có lương hả? Dạ. Trời, cái hình nó quay vô đây luôn à. Thì các bạn có dịp đi ghé ngang đây thì các bạn cứ ghé đây để ủng hộ cho cô với bà ở đây. Bà ở đây thì bán nước, mình mua chai nước của bà. Thế là mình ăn hết một cái bánh lá dừa. Đó. Bây giờ mình tiếp tục mình uống thêm một ngụm nữa rồi bắt đầu mình sẽ qua phà đi qua Cần Thơ. Và mình sẽ mời tất cả các bạn cùng với mình trải nghiệm đi tham quan trường đại học Cần Thơ và ghé thăm một số nơi mà mình coi là cái tiêu điểm mà mình sẽ đến hôm nay. Được chưa? Ôi con đi nha bà. Ôi quên nước. Ờ lấy ngồi. Con dạ. Đi nghe cô. Ở đây thì khá là vui, khá là thú vị, gặp được hai bà cô. Và bây giờ thì mình đang tiến xuống bến phà để coi ở đây có gì đặc sắc không. Mình sẽ qua bên kia, mình không thèm đi cầu nữa, mình sẽ đi bằng bằng xuồng với lộ bằng con phà và nó chưa xuống mà. Ở đây có khá là nhiều người đang đợi. Giờ chúng ta lại tiếp tục. Lúc trước thì mình cứ nghĩ rằng là khi đã có cây cầu rồi người ta sẽ không đi phà nữa. Nhưng mà nhiều người họ vẫn lựa chọn cái cách đi phà. Mình phát hiện ở đây có một con phà trống nè các bạn. Nên mình xuống phà này chơi được. Phà này chắc là đợi khi nào có nhiều người á thì nó mới chạy, còn bình thường thì nó không chạy. Ấy à. Lâu lắm rồi mình không có đi con phà này, chắc là chừng mười mấy, không tới mười mấy rồi, chắc là năm sáu năm rồi đó. Kìa, xa xa bên kia là cầu Cần Thơ, các bạn thấy cầu Cần Thơ không? Nó nằm lúc mị mị ở đằng kia. Thì như mình nói lúc nãy, nhưng mà người dân ở đây họ vẫn chọn lựa chọn con đường đi qua phà để họ đi. Bây giờ thì chúng ta đang đứng đợi con phà bên kia, thì một lát nữa thì phà sẽ về đây rồi chúng ta sang bên kia. Dạ sao chú?
có quay mấy gai cầu được không? Đủ mà quay lên mở mạng lên cho nó dẹp bớt đi, đủ mọi việc dân ruộng hàng thủy sản hết rồi. Mấy thằng cầu điện á, nó cầu điện chích điện rồi không biết xong á. Cái gì đó hả? Ừ. Quay lên cho nó diệt vô. Cái này chưa có. Chú ơi, chuẩn bị câu hả chú? Ôi, đừng quay. Các bạn, chú đang ráp không cần câu. Đừng có quay mất câu. Ủa mấy con phà này sao nó không hoạt động chú? Ngày mai nó mới chạy. À, chạy vậy là mấy con phà này là hoạt động luân phiên nhau hay sao chú? Luân phiên, cách ngày nó chạy ngày. À, có cầu Cần Thơ rồi người ta vẫn đi phà này quá trời chú ha. Biển hơn. Dạ. Câu ở đây cá nhiều không chú? Hên xui ngày đừng xoắn ha, ngày chả có con nào. Câu thời con dẫn không được. Này giống như là câu giải trí vậy ha, con mượn xem nữa câu á. Hai lưỡi luôn. Hôm nay không bán. Ôi lưỡi lưỡi vậy nó. Câu tôm. Câu tôm hả chú? Hèn gì con thấy cái lưỡi nó lạ lạ. Ủa tôm nó ăn rồi mình giật là nó dính luôn không? Hay là nó chỉ bám đó thôi chú? Dính luôn rồi. Con này con mồi đó kêu bằng con gì chú? Trùng. Không trùng trùng gì con thấy lạ chứ. Trùng lạ. Muốn quay xuống về cái mùa bà Sa không xuống một quay. Bà Sa dân câu đây là câu nếu không có chính thức được mà nói không thôi chứ. Phà nó tới rồi kìa các bạn. Cái này là người ta thu tiền phà trước hay là mình xuống phà người ta mới thu chứ? À qua bên kia hả? Được rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ thôi, phà đã bắt đầu cập bến rồi. À các bạn thấy khá là đông người luôn. Quá trời luôn. Đầy luôn á. Chúng ta đi thôi. Rồi và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi vì con số chờ đợi tại khi nào phà chạy thì thôi được chưa? Tới bến rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên phà và đi về hướng Cần Thơ. Đi ra. Đây là cái sân khấu của mình.
mọi người đã lên xe sẵn sàng hết rồi. Còn một mình ở đây là người ta lên hết rồi mới lên. Cần thơ mình nè. Ok, chúng ta lên đường thôi.